Nhưng hôm nay mặt trời đang ở bên trên đường sinh đạo và mùa xuân đang bắt đầu. Thời điểm phân mùa này mang đến cho chúng ta những đợt sóng của mùa xuân. Sức hút của mặt trăng làm dâng nước trong đại dương. Nếu đó là lúc trăng hạ tuần thì nó hút theo hướng này, trong khi mặt trời hút theo một hướng khác. Hai sức hút ngược chiều nhau này chỉ gây ra những đợt thủy triều nhỏ. Tuy nhiên, nếu mặt trăng ở vị trí thẳng hàng với mặt trời, hai sức hút cùng một lúc nên gây cho ta những đợt thủy triều lớn. Vào những ngày thuộc thời điểm phân mùa, khi mặt trời ngay trên đường sinh đạo làm tăng thêm sức hút vào lực ly tâm và sau đó gây ra những đợt thủy triều vào thời điểm phân mùa. Một yếu tố khác cũng quan trọng đối với thủy triều là khoảng cách với mặt trăng. Quỹ đạo mặt trăng có kiềng bầu sục, vì vậy đôi khi mặt trăng có lúc thật xa và có lúc thật gần. Mặt trăng càng gần bao nhiêu thì thủy triều càng cao bấy nhiêu. Đôi khi thủy triều mạnh nhất không xuất hiện vào điểm phân mùa, nhưng vào những ngày khi mặt trăng gần nhất so với trái đất.